Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị giao ban giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn phối hợp với Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Hải Hà tại phường Xuân Lâm và phường Hải Bình. Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1948-2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 10, Ban Thường vụ Thị ủy và Cơ quan Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên Bí thư Thị ủy, Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy. Phát biểu tại buổi lễ quyên góp, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn nhấn mạnh: do ảnh hưởng của thiên tai gây ra, đời sống của nhiều người dân vùng bão lũ đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ che mưa, tránh nắng, cần sự chung tay giúp đỡ của đồng bào trong cả nước. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần nhường cơm xé áo và thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã và cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan thị ủy hãy dành tình cảm cho đồng bào vùng bị thiên tai bởi bão lũ gây ra bằng sự giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần. Mỗi người hãy dành sự quan tâm, chia sẻ, ít nhất là bằng một ngày lương hoặc một ngày thu nhập để ủng hộ đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 10, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị giao ban giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường 9 tháng năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường đã thống nhất với những kết quả Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đạt được trong 9 tháng năm 2020. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề như công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đang còn một số hộ dân chưa đồng thuận, gây khó khăn, cản trở, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, xảy ra tại các phường xã Mai Lâm, Trường Lâm, Tân Dân. Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng chưa được giải quyết dứt điểm tại các phường xã Hải Thanh, Tùng Lâm, Xuân Lâm, Mai Lâm, Trường Lâm, Thanh Sơn, Nguyên Bình, Hải Hòa. Công tác thu gom, xử lý rác thải chưa đạt yêu cầu. Công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm chưa đồng bộ, đạt tỷ lệ thấp. An ninh nông thôn vẫn còn phức tạp. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông chưa được giải quyết dứt điểm. Cần sớm giải quyết khu neo đậu tàu thuyền cho nhân dân xã Hải Hà, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các phòng ban ngành đoàn thể thị xã và các phường xã trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2020. Trên cơ sở kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị trưởng các phòng ban ngành cần có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các xã phường trong giải quyết các nhiệm vụ được giao và thường xuyên đôn đốc cán bộ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao các phòng ban ngành có liên quan tập trung giải quyết các đề xuất kiến nghị của các phường xã, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề cấp nước sạch sinh hoạt, công tác thu tiền đất tái định cư, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành về thực hiện nhiệm vụ được giao, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 15 ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử,
đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, các phường xã phải đảm bảo 100% công việc được giải quyết trên môi trường điện tử. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã trong vấn đề chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, phòng y tế chủ trì phối hợp mở đợt tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các xã phường bãi ngang tham gia bảo hiểm y tế. Các phòng ban ngành có liên quan và các xã phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của trung ương, của tỉnh và của thị xã, từ đó phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong năm 2020. Vừa qua, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đảng viên đã được tiếp thu học tập một số nội dung nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nghị quyết đã xác định mục tiêu đến năm 2030 là đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo, nông nghiệp, giá trị gia tăng cao, dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao. Một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Các giá trị di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc. Các tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tầm nhìn đến năm 2045, phát triển Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Nghị quyết cũng đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra. Từ các nội dung nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Nằm trong nội dung chương trình hội nghị, các đảng viên cũng đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã Mai Sĩ Lân quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định các nội dung 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đó là phát triển kinh tế đô thị, giải phóng mặt bằng, sắp xếp lại dân cư, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch. Tập trung hai khâu đột phá là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực. Đến năm 2030, trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển động lực của cả nước. Ngày 21 tháng 10, tại công sở xã Hải Hà và phường Xuân Lâm, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Viện Quy hoạch Kiến trúc công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Hải Hà tại phường Hải Bình và Xuân Lâm. Tới dự có đại diện Sở Xây dựng, Viện Kiến trúc Quy hoạch, các phòng ban chuyên môn Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn và Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cán bộ địa chính, trưởng thôn các xã phường Hải Hà, Xuân Lâm và Hải Bình. Đồng chí Bùi Tuấn Tự, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khai mạc lễ công bố quyết định. Theo quyết định số 4191 QĐUBNZ ngày 5 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Hải Hà tại phường Xuân Lâm và phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là khu ở được đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dân tái định cư cho toàn bộ xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư trong khu vực cảng Nghi Sơn, trong khu kinh tế Nghi Sơn. Có tổng diện tích khu đất nghiên cứu là 1.020,038 m², trong đó diện tích lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 697.000 m² và diện tích sông mạng là 323.038 m². Với quy mô dân số khoảng 12.000 người, phía Bắc giáp đường Bắc Nam 2 và khu dân cư phường Xuân Lâm, phía Nam giáp sông mạng, phía đông giáp đường Bắc Nam 2, phía tây giáp quốc lộ 1A. Khu tái định cư xã Hải Hà được tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khoảng không gian mở, không gian chuyển tiếp giữa các khu chức năng bằng hệ thống vườn hoa, cây xanh và các nhà văn hóa. Trong đó,
khu giao thông được tổ chức không gian dạng ô bàn cờ, đảm bảo tiếp cận thuận lợi đến các khu chức năng. Đối với các công trình hạ tầng xã hội được bố trí, phân bố hợp lý tại khu vực giáp đường ven biển và trục đường Bắc Nam 2, Đông Tây 1. Khu tái định cư Sa Hà còn có các phân khu chức năng gồm khu dân cư tái định cư, khu hành chính, văn hóa, trụ sở cơ quan, khu trạm y tế, khu trường học, khu tập luyện thể dục thể thao, khu thương mại dịch vụ, khu nhà văn hóa, cây xanh, vườn hoa và bãi đỗ xe. Trước sự chứng kiến của các đồng chí đại diện Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn Bùi Tuấn Tử và Bí thư Đảng ủy các xã phường, Viện Quy hoạch Kiến trúc, Ban Dự án thị xã Nghi Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đã ký kết bàn giao toàn bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bùi Tuấn Tử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khẳng định, việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu tái định cư xã Hải Hà tại phường Xuân Lâm và Hải Bình là lộ trình nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Nghi Sơn giàu mạnh hiện đại. Trên cơ sở từng giai đoạn, các xã phường tiến hành vận động, tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời tiến hành kiểm kê, bồi thường khẩn trương nhưng phải chính xác, khách quan. Trong quá trình thực hiện ở các xã phường, có vướng mắc, báo cáo để có sự điều chỉnh phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào lũ miền Trung. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa về việc ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã hãy dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào miền Trung nhằm chia sẻ những khó khăn và mất mát do đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu. Việc chia sẻ đối với đồng bào miền Trung là tự nguyện. Mặt trận Tổ quốc kêu gọi các tổ chức, cơ quan, các cá nhân hãy dành ít nhất là một ngày thu nhập để cùng chia sẻ với đồng bào miền Trung. Đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan có thể ủng hộ trực tiếp về hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thị xã đến các xã, phường trên địa bàn toàn thị xã để tổng hợp và chuyển đến trực tiếp đối với người bị ảnh hưởng của mưa lũ của đồng bào miền Trung. Những tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có nguyện vọng trực tiếp được đến trao quà, động viên và chia sẻ với đồng bào miền Trung thì Mặt trận Tổ quốc sẽ là cầu nối với các đơn vị bị ảnh hưởng của mưa lũ, bố trí địa điểm và những người bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất để được nhận những cái phần hỗ trợ của chia sẻ của đồng bào cả nước đối với miền Trung, nhằm mục đích là để tất cả những người bị ảnh hưởng đều được nhận những phần quà, những phần hỗ trợ, cái tấm lòng của tất cả người dân được đồng đều. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra vụ va chạm tai nạn giao thông. Bên cạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở luật giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thị xã cũng đã kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, xe không có gương chiếu hậu. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an thị xã phát hiện 60 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp, tước phù hiệu 1 trường hợp, tạm giữ phương tiện 4 trường hợp, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 26.800.000 đồng. Oh,
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 3 tháng 2 năm 1930, thực hiện chủ trương của Đảng về việc thành lập các đảng bộ địa phương trong cả nước, dưới sự chỉ đạo của Sứ ủy Bắc Kỳ, ngày 29 tháng 7 năm 1930, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập. Nhưng do thực tiễn của tình hình cách mạng trong tỉnh, giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1948, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chưa có điều kiện tiến hành các kỳ đại hội. Đến tháng 2 năm 1948, Đảng bộ tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất từ năm 1948 đến năm 2015. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 18 kỳ đại hội chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn các kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1948-2015. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15, nhiệm kỳ 2001-2005, được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1 năm 2001 tại khu hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa. Sự đại hội có 399 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 15 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cho dự thảo văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ 9 của Đảng. Thảo luận báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2001-2005 như sau. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tăng tốc độ phát triển, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn nhân lực, ưu tiên đầu tư phát triển các ngành, các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thị trường, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với giải quyết tốt những vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã đề ra một số mục tiêu cụ thể. GDP bình quân hàng năm tăng 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 460 USD. Đến năm 2005, cơ cấu kinh tế, nông lâm, ngư, công nghiệp, dịch vụ trong GDP là 33,3%, 33,7%, 33%. Lương thực đạt 1,5 triệu tấn, đầu tư xã hội trong nhiệm kỳ đạt 30.000 tỷ đồng trở lên, giải quyết việc làm cho 18,5 vạn lao động, tỷ lệ lao động được đào tạo nâng lên 25%, tỷ lệ tăng dân số 1,1%, tỷ lệ nghèo còn lại 5% theo tiêu chí cũ, phấn đấu 80% tổ chức cơ sở đảng và 50% đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, 85% đảng viên đủ tư cách đạt loại 1. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí, bầu 13 đồng chí vào Ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Trọng Quyền được bầu làm Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Văn Tích làm Phó Bí thư thường trực. Đồng chí Phạm Minh Đoan làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 26, nhiệm kỳ 2005-2010 được tiến hành từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 năm 2005 tại khu hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa. Sự đại hội có 349 đại biểu chính thức thay mặt cho 167.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý vào các dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, trình đại hội lần thứ 10 của Đảng, báo cáo thực hiện nghị quyết Trung ương 6 lần thứ 2, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 26. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2006-2010 là huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát triển kinh tế với tốc độ cao bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế,
đến năm 2010, xa khỏi tỉnh nghèo. Đến năm 2020, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Đại hội đề ra 5 chương trình trọng tâm để phấn đấu thực hiện. Chương trình xây dựng khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn, chương trình phát triển kinh tế xã hội miền Tây, chương trình đào tạo sử dụng nguồn nhân lực, chương trình phát triển xuất khẩu, chương trình phát triển du lịch. Đại hội đề ra một số mục tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện trong 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 12 đến 13%, GDP bình quân đầu người đạt 780 đến 800 USD. Cơ cấu kinh tế trong GDP đến năm 2010, nông lâm ngư nghiệp 23%, công nghiệp xây dựng 40,6%, dịch vụ 36,4%. Sản lượng lương thực hàng năm ổn định đạt 1,5 triệu tấn trở lên, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đến năm 2010 đạt 350 triệu USD. Đến năm 2007, 100% huyện, thị xã, thành phố đạt phổ cập trung học cơ sở, giải quyết việc làm 250.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2010 theo tiêu chí mới còn 20%. Hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 59 đồng chí, 15 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Văn Tích được bầu làm Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Lê Ngọc Hân làm Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi làm Phó Bí thư tỉnh ủy, phụ trách công tác chính quyền. Tháng 10 năm 2007, đồng chí Phạm Văn Tích nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2010 tại khu hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa. Sự đại hội có 446 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 186.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý vào các dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, trình đại hội lần thứ 11 của Đảng. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá về tốc độ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế xã hội với giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2015 đạt mức thu nhập trung bình của cả nước, đến năm 2020 trở thành một trong những tỉnh tiên tiến. Đại hội đề ra 5 chương trình trọng tâm để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ: chương trình phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội miền Tây, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng biển, chương trình phát triển nguồn nhân lực. Đại hội nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 17 đến 18%, GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.100 USD, giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5% trên một năm, ngành công nghiệp xây dựng tăng 22,3% trên một năm, ngành dịch vụ tăng 16,8% trên một năm, sản lượng lương thực đạt 1,6 triệu tấn trở lên, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu năm 2015 đạt 850 triệu USD trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 310.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm trên 300.000 người, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 47,8% vào năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3-4%, hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 69 đồng chí. Phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa 17 đã bầu 17 đồng chí vào Ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Mai Văn Ninh được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Hoàng làm Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Chiến làm Phó Bí thư tỉnh ủy, phụ trách công tác chính quyền. Đồng chí Đinh Tiên Phong làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
tháng 11 năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy, thay đồng chí Mai Văn Ninh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động ra làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại khu hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa. Sự đại hội có 447 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 20 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ. Chủ đề của đại hội là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 12 của Đảng. Đại hội đề ra phương hướng chung cho nhiệm kỳ 2010-2015 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ vận hội mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông nghiệp là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn lực, chăm lo phát triển văn hóa xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã đề ra 5 chương trình trọng tâm là chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình phát triển du lịch, chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Đại hội đề ra 4 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chương trình mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 71 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 18 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Chiến được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã tiến hành bầu 10 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quang Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 gồm 31 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thông báo cấm đường để triển khai thi công hạng mục xử lý hiện tượng sạt lở đá lăn trên tuyến thuộc công trình tuyến đường bộ ven biển đoạn nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An, khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1. 1. Tên tuyến đường bị cấm: tuyến đường bộ ven biển đoạn nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An, khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1. 2. Lý trình cấm đường: km 1 cộng 630 trừ km 2 cộng 648. 3. Thời gian cấm: từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, 60 ngày, trong khung giờ từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. 4. Phân luồng giao thông: trong thời gian trên, cấm toàn bộ các phương tiện giao thông di chuyển trong đoạn km 1 cộng 630 trừ km 2 cộng 648 đường ven biển tỉnh Thanh Hóa, đoạn xã Hải Hà. Các phương tiện và người muốn di chuyển từ cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa đến thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đi theo hướng đường tỉnh 513, quốc lộ 1A và ngược lại.
các phương tiện và người muốn di chuyển từ thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đến cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa đi theo hướng quốc lộ 1A, đường tỉnh 513. Trong thời gian từ 17 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau, từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 đến 20 tháng 12 năm 2020, các phương tiện và người được phép lưu hành trên tuyến đường trên nhưng lưu ý cảnh báo an toàn khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã ký quyết định số 2475 ban hành mã bưu chính quốc gia. Theo đó, mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp 5 ký tự số được gắn cho các xã phường và đơn vị tương đương, các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng, các điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Việc triển khai ứng dụng mã bưu chính quốc gia trong lĩnh vực bưu chính sẽ đem lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quá trình chuyển phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận. Để có thông tin tra cứu cách ghi mã bưu chính quốc gia trên phong bì thư, tổ chức cá nhân có thể truy cập trực tiếp trên các trang thông tin điện tử http://mabiuchinh.vn, http://postcode.vn để tra cứu hoặc tìm hiểu trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống phần mềm trên các trang thông tin điện tử sẽ cung cấp cho khách hàng dữ liệu về mã bưu chính khi có các thông tin về xã, phường, thị trấn trên địa chỉ khách hàng hay thông tin về tên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, tên các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và ngược lại. Tại ô tìm kiếm, người dùng có thể nhập tên các đối tượng gắn mã để tra mã bưu chính. Để bảo đảm tính chính xác của thông tin cần tra cứu, các tên riêng nên đưa vào trong dấu ngoặc kép. Ví dụ nhập Hà Nội, Nghi Tàm, Thuận An trong dấu ngoặc kép. Lưu ý tiếng Việt nên sử dụng bộ gõ Unicode tổ hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam 6909-2.2001. Alo, tình hình nhà cửa thế nào rồi ông ơi? Bao giờ lên nhà mới đấy? Ôi, tôi đang đau đầu không biết chọn vật liệu gì để làm tay vịn cầu thang, lan can ban công đây. Ui dồi, nhà tôi dùng toàn bộ ống, hộp inox toàn Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam thuộc tập đoàn Sơn Hà để trang trí nội ngoại thất. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu, có độ bóng, sáng và sâu, dễ uốn, dễ gia công và rất bền đẹp ông ạ. Tôi nghe nói ống, hộp inox công nghiệp của Sơn Hà còn được sử dụng trong các công trình tại sân bay, khách sạn 5 sao, nhà máy công nghiệp, các công trình cầu đường, phải không ông? Đúng đấy, sản phẩm này được chứng nhận ISO và PID về tiêu chuẩn quốc tế, được xuất khẩu tới 33 quốc gia trên thế giới cơ. Ôi, tuyệt quá! Mua ống hộp inox toàn Mỹ ở đâu ông nhỉ? Đây đây, ông gọi hotline 1900-6566 nhá. Ok, tôi gọi ngay đây. Ống hộp inox toàn Mỹ, đồng hành cùng bạn trong hành trình kiến tạo những công trình mơ ước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Xin kính chào và hẹn gặp lại.